Chào Nhật, xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc máy lọc khí sáp siêu to khổng lồ luôn. Các bác dùng được cho phòng khách, phòng ngủ hay là phòng nhà chung cư đều ok hết. Con này thì công suất của nó rất là to, các bác dùng được cho phòng khoảng 70m² đổ lại. Nó vào khoảng 81W, dùng loanh quanh phòng khoảng 70m² đổ lại các bác nhé. Máy đầy đủ tính năng lọc khí buồng khử mùi, đặc biệt là mật độ ion của nó là 25.000 nhé. Những cái máy phân khúc VIP của Sharp thì ion sẽ là 25.000. Báo phần trăm độ ẩm luôn này các bác này, bằng số điện tử. Đây đang nháy đèn này là báo không có nước. Ion này, ion 25.000 nhé. Một con máy rất là to. Con này thì bên em đã mua cái bên áp xuyến rất là tốt, đấu bên trong rồi. Thành điện 220V nhé. Giá bán là 2.200.000, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Các bác nào mà chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc luôn nhé. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng mình đã đặt thì các bác thanh toán nốt cho bên bưu điện giao hàng. Về phần màng HEPA con này rất đẹp. HEPA rất đẹp các bác nhé. Đây. Con này cái màng than thì em đang để ở bên ngoài để rửa nhé. Rửa đang phơi khô, màng nó còn rất mới đấy. Mà rửa phơi khô đi, nó sạch sẽ. Đấy, màng cho HEPA rất là mới luôn. Giá siêu rẻ, 2.200.000, bảo hành 1 năm luôn. Còn bên này là khu vực bình nước, bùa. Những ngày hanh khô, hoặc là các bác dùng phòng điều hòa nhiều, các cho nước vào bình. Bình nước rất là to, bùa được lâu. Khay nước rất mới, màng tạo ẩm, zin các bác này. Zin như mới tinh luôn này. Chung là ngon bột rẻ. Có bánh xe đẩy nhé. Siêu to khổng lồ luôn, lọc khỏi phải nghĩ. Giá 2.200.000, bảo hành 1 năm. Các bác nào lấy các bác alo cho em nhé. Chào các bác.